Tôi là Bùi Văn Tưởng, thuộc chi hội người cao tuổi thị trấn Vô Bản. Hôm nay khu vực huyện có tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi của người cao tuổi, được giao lưu với các xã trong khu vực huyện. Rất may chúng tôi cái giải này chúng tôi đã được giải nhì trong khu vực. Mong huyện luôn luôn tổ chức và quan tâm đến người cao tuổi để chúng tôi rèn nhân sức khỏe, cho sức khỏe nó tốt hơn và được giao lưu với các chi hội trong khu vực huyện.